Năm 2023, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu trong điều trị ung thư. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương. Cuối tháng 11 năm 2023, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa chính thức thực hiện xét nghiệm đột biến gen cho các bệnh nhân ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Thanh Hóa và là một trong số rất ít các bệnh viện tuyến tỉnh của cả nước tiếp cận với các xét nghiệm sinh học phân tử xác định đột biến gen. Sau hơn 2 tháng triển khai, bệnh viện đã thực hiện gần 200 xét nghiệm đột biến gen, phát hiện 37 đột biến. Từ đó, bác sĩ đã chỉ định sử dụng các loại thuốc tác động trực tiếp vào tế bào ung thư mà không tiêu diệt tế bào lành, ngăn chặn khối u phát triển và di căn, giúp nâng cao chất lượng hiệu quả điều trị. Xét nghiệm đột biến gen là có vai trò rất là quan trọng trong việc điều trị cho bệnh nhân ung thư. Nó chính là bước đột phá, là tiến bộ mới trong y học. Đối với bệnh nhân ung thư thì khi mà có kết quả đột biến gen thì là bác sĩ sẽ đưa ra được phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Từ cái xác định đột biến gen thì đã có rất là nhiều các cái thuốc đích đã được ra đời. Từ đó là sẽ có những cái liệu pháp nhắm trúng đích điều trị vào các tế bào ung thư. Năm 2023, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận thành công 14 gói đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương. Đến nay đã có gần 8.000 dịch vụ kỹ thuật được triển khai tại bệnh viện. Trong đó, có nhiều kỹ thuật mới lần đầu tiên được triển khai tại Thanh Hóa và chỉ rất ít bệnh viện tuyến tỉnh trên toàn quốc thực hiện được. Trong thời gian sắp tới, thì Bệnh viện Ung bướu cũng đặt cái mục tiêu đấy là phát triển bền vững bằng việc phát triển các dịch vụ hiện tại đã có trở thành thường quy và cải tiến những các dịch vụ kỹ thuật đó, cộng với việc không ngừng phát triển thêm những các dịch vụ kỹ thuật mới, chuyên sâu để đáp ứng đa dạng những nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa thường xuyên gửi các ekip bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương. Bệnh viện cũng đã được quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao về lĩnh vực ung bướu của khu vực Bắc Trung Bộ.